Số 2 tâm nha. Tâm à. Em bị cắn cắn. Cắn gì? Em bị cắn cắn. Cắn cái gì? 50 ngàn em biết bao nhiêu hơn của anh nha. Anh đem về nhưng chưa được một lần được xài. Số thì em trả, xin tiền mấy số đâu cả. Trời ơi, tại không xài thôi chứ. Phải là không được đâu. Như vậy không cho thì xài rồi. Làm to hả? Em nói chuyện này nè. Em bị nãy giờ anh chờ em nói. Nó bị đứt thì sao, không bị lủng thì sao, có lần nào đứt không có nào lủng. Con lại nói anh xỉn là anh quên đem theo đó. Đó, không có lần nào xỉn mà anh quên đem theo nha. Anh nói là anh đi công chuyện, anh công chuyện với anh ghé, anh ghé nhà anh đó, ghé nhà cũng có đem theo mà. Không có, anh nói anh đi công chuyện. Em có bộ rồi. Một tin nghe ôi xếp năm ngàn tay. Cảm ơn giờ là anh dẫn em đi siêu âm nè. Em thử có mà thôi rồi. Đâu thử nhưng mà em không biết được hai gạch cái gì. Bây giờ nhiều thêm nhiều thứ hai gạch. Ông tiêu đường cũng hai gạch nữa. Cái đó là thử khác. Thì Covid cũng hai gạch nữa. Em thử cái gì cái bé thử làm sao diễn tả ra. Làm như không biết vậy. Em diễn tả cho em coi coi đúng không? Em nấu tàn em tao không
thôi đi. Mẹ nó tính lại là anh sao nè. Làm sao giảm ký em nha. Không lẽ em nói không? Không lẽ em nói không là sao? Không lẽ anh nói anh chịu em, không lẽ anh. Bây giờ anh dắt anh về nha. Đương nhiên rồi. Ta anh đi mua hai lá mua hù anh. Bây giờ anh không có tiền. Ta có tiền mà mua rau mua hù anh. Mua hai lá. Mua hai lá mua hù. Còn chỉ sỏi luôn. Sỏi cành em trang. Thiệt không? Ngon. Chịu chịu đi. Trời, anh đi liền gì đó hả? Chả đi liền chứ, có đâu có làm mạng gì đứng đâu. Đi. Điếm láp đâu cũng được vậy. Điếm láp gì nguy hiểm không? Chứ nguy hiểm cho con đó. Đi. Anh kêu má nghỉ mệt. Thôi, như anh chắc lắm rồi. Cái này nghỉ mệt. Đi. Đi. Đi mà vậy á hả? Anh còn đi chèo lên cái mũ u, anh để hai lá mũ u nữa. Dạ. Còn hãy chặt mình cái đọc mũ xuống luôn, giác vô. Ôm. Ta đâm bông mũ. Ờ, để lát anh cũng kiếm bông mũ luôn. Bẻ cái bông mũ á. Gì? Thế bông mũ. Thế bông tay mũ. Chịu không? Hả? Ừ. Vậy như cái anh và anh nghèo mà không có tiền. Nhìn lá anh nghe anh bè biết không có gì anh làm nhận cỏ cho vậy nè. Nó không cho anh quan trọng là trong bụng anh thôi. Trong tim anh có vị trí của em thôi, hay không thôi. Làm cha của con này thì không tự nhiên là cháu cũng được làm cha anh ta. Ủa vậy sao em nói là con của anh? Sao anh không nói là được làm cha con của em đi? Ai thì làm cha anh ta. Quá hạnh phúc khi được làm cha của con em. Ừ vậy đó. Nói vậy nghe được. Nãy giờ sao không mặc quần áo lên ta? Không mùi gì dữ hả? Thuốc phòng. Tin được đúng không?